trở lại với kênh YouTube của Kevin Live. Và hôm nay là ngày quốc khánh lần thứ 75 của đất nước Việt Nam, nên là mình đã quyết định là sẽ làm video này bằng tiếng Việt, và cũng muốn là để cho mọi người phản ứng, để xem mọi người phản ứng như nào đối với cả một clip tập bằng tiếng Việt. Và nhưng mà buổi hôm nay sẽ không, các bạn sẽ xem video clip này vào tuần sau chứ không phải là thứ sáu này, nên là đấy. Và buổi hôm nay là buổi tập chân, nên là chúng ta sẽ khởi động chân và vào luôn. Hãy đón xem nhé. Girl, you know just how to get my attention. A lot of bullshit from the past I can mention. Come fuck me, you know I don't like tension. You ain't really fuck with me way back then, but how about now? Cause I'm up right now, and you simply suck right now. Hey, you would never give me play back then, but how about now? Set thì chắc là hôm nay sẽ mong được 2.5 bánh. Sau khi 2.5 bánh mà xong, có thể đó là sẽ lên được 3 bánh, còn nếu không thì mình sẽ chuyển sang bánh khác. Và thử lại ở tuần sau.
Okay. Here we show. Feel good. Những set như vừa rồi giống như kiểu vào làm đúng một tác ra xong thì đấy, những set báo hiệu là hôm nay sẽ là buổi PR, nên là không, khi mà đã đúng và an toàn thế rồi mình sẽ được tăng tạ lên. Yes. Nếu mà 130 lên ổn, lên ok thì mình có thể lên 140. We'll be right back.
Có thể là chào. Sao không lên được ngồi đấy luôn? Không tồi, 140 phê không nhiều. Có thể dừng lại ở 130 là được. Thường sau khi mình đã cố gắng PR, thường sau khi cố gắng PR mình quay trở về set warm up đầu tiên để thường gọi đấy là set burnout. Set burnout thì mình sẽ vào web đến khi nào mà không web được nữa và until filler giờ là cho thế. Và cuối cùng mình vừa squat xong, squat hết một chai nước. Bây giờ mình lấy nước và lấy BCAA, xong chúng ta sẽ sang những bài isolation hơn. Đó, tập trung vào một món cơ nhất định. Còn squat thì sẽ là bài compound. Đó, buổi tập nào cũng vậy, luôn luôn bắt đầu bằng những cái bài compound, xong rồi chuyển sang bài isolation, bodybuilding style. Đây sẽ là bài thứ hai, và dạo gần đây mình thường tập bài leg press này với từng chân một, và việc tập như vậy khiến mình cảm cái cảm nhận cơ của mình tốt hơn, nên là các bạn nên theo tập những bài tập nào mà cho các bạn cái cảm giác cảm nhận cơ tốt nhất. Và một số bài sẽ không cho các bạn cảm nhận cơ một cách rõ ràng. Giống đối với mình, giống kiểu có một bài tay sau tricep extensions bằng dumbbells. Có một số người rất thích tập bài đấy, nhưng mình phải tập 2-3 năm nay rồi mà cái cảm nhận cơ trời ấy vẫn chưa rõ rệt, nên là mình khá là ít tập bài đấy. Đúng không? Tập những bài nào có cảm nhận cơ tốt nhất. Và đây là phần mệt nhất của bài leg press, lắp tạ, thảo tạ. Riêng bài leg press, cái máy tập này, riêng bài leg press này phụ thuộc vào các bạn để chân ở đâu thì nó sẽ target một cái nhóm cơ khác nhau. Giống kiểu là các bạn càng để lên trên cao thì nó càng tập trung vào cái đùi sau. Còn càng gần vào với nhau thì nó sẽ tập trung vào cái khoảng trước ở đây. Khi mà để bình thường bằng vai thì nó sẽ vào cả phần đùi này đều hoạt động. Đúng. Nhưng mà để đấy, có một tay đưa đi để càng cao và để càng xa thì nó sẽ đứng sau càng nhiều đấy. Và toàn bộ cái đùi trước này hoạt động bằng vai. Nhưng đối với bài tập này thì hôm nay mình chỉ tập một chân và chỉ lấy cảm ơn các bạn.
để chứng tỏ một điều là mình có thể đăng tải. Mình tập ở web khoảng 8 đến 10 khi bạn biết là cái đóng cửa đấy thực sự hoạt động. Còn 12 thì bạn nên tăng tải. Mình bây giờ với người vừa mới nghĩ ra, không hiểu các bạn làm về fitness khác như nào mà nói từ đầu buổi đến cuối buổi không biết làm sao mình tập xong một set thở chẳng ra hơi, nói chẳng rõ, không hiểu các bạn làm kiểu gì. Rất là cố gắng để tập luyện chân, để cho cái chân nó to hơn một chút, chân trông như hai cái cảnh gà. Ok, mình vừa tập được 10 rep của cái này nên chính vì vậy 10 rep mình vẫn có thể tăng lên được. Nên là mỗi lần như vậy thì sẽ phải tăng lên thôi. Mệt quá. Ok, vậy là mình đã xong hai bài của chân. Và bây giờ đến bài thứ 3. Bài thứ 3 là tập trung về đằng sau. Và mình thường sử dụng máy này. Mình thường sử dụng máy này và mình cảm thấy rất là thích. Và cái việc quan trọng nhất của bài tập này là kiểm soát khi lúc chân đi xuống. Và được, đừng để tạ kiểm soát mình. Mình phải kiểm soát tốc độ của tạ. Đấy là điều duy nhất cần thiết, để điều quan trọng nhất đối với bài này. Rồi ơi, tới kính rồi. Quan tạ, đừng để tạ kiểm soát mình.
tập hợp các bạn có máy như này mà bạn không thích nằm xuống thì đây sẽ là một cái variation mà các bạn có thể thử. Mình cảm thấy rất là tốt. Đấy là tập từ chân 1. Bám vào đây. Mình nhấc từ chân 1 lên. Bắt đầu từ chân 1. Cái variation này rất là hay. Và mình vừa xong bài này và có một bài nữa là bài dùng core phải mấy. Là như thế đó, mình sẽ xong buổi tập chân ngày hôm nay. Và đây là bài cuối cùng của buổi tập chân ngày hôm nay. Core Brace. Ở phòng tập của mình thì có máy này. Nhưng mà nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng dùng barbell hay là dùng ở bài khác. Nói chung là mình sẽ tập, mình sẽ có một cái post về variation riêng dành cho Top Race mà các bạn có thể check out ở trên Instagram của mình.